Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi quay giới thiệu cho anh em hai cái cuộn dây điện ha, dài 29m, nó có CV chống giật nha anh em. Nãy mới đem ra xịt vệ sinh ba cái dây điện nè. Rồi quắn vô cho anh em ha. Đó, đã kiểm tra rồi anh em. Dây này thì không có bể dở, không có đứt nha. Đó, nóng quá anh em. Rồi nó hai loại nha anh em. Loại dây trắng trong nè, và một loại dây đục, dây là 2m nha anh em, lộn, dây 2 chấm nè. Đó, dây 2 chấm nha anh em. Dây này cũng 2 chấm luôn ha, dây trắng trong này cũng 2 chấm luôn. Chui nè, chui ba chui ha, khi mình nhắn thì mình rồi hai xài hai chui này á, thì mình xây theo cái hướng mũi tên, đó là cái chui nó sẽ thụt vô à ha. Rồi dây này á, là 1 triệu dây trong á là 1,3 triệu, chuyển khoản đủ bao ship nha. Còn dây này là 1,2 triệu anh em, còn dây đen là 1,2 triệu ha. Về CB chống giật đầy đủ nha, CB chống giật test qua điện rồi thì sẽ gửi anh em đó, không mớp méo gì nha. Này cũng vậy nha, đó đang phơi nắng cho nó khô anh em, khô rồi xế xế thì mới quấn vô được. Rồi báo giá anh em ha, là 1 cuộn 1,3 triệu, 1,2 triệu nha, đó chuyển khoản đủ bao ship nha. Rồi quay vô đây quay cho anh em một cái một con máy bơm nước nha anh em. Cái dòng nào đây? Một con máy Mitsu GT241 nha. Nó con này thì VIP. Đẹp. Nãy mới rửa nước ra rồi cái châm xăng vô rồi vệ sinh rồi luôn nha anh em. Về là đổ về anh em đổ nhớt vô thì xài à. Xăng nhớt vô thì xài. Đây. Lỗi nhẹ là nó bị bể miếng mũ nhẹ chỗ chụp giật này em thấy ha. Đó thì con này là 2.4 đó, hỏng hút xả nè, nắp cò anh em đó, nắp cò HV trắng tư nha nè, ốc hến rồi bình xăng nè đó, ốc là vàng nha anh em đó, hút xả là 40, nhưng mà lên đây nó có hai ống nên mình xài 25 thì mình xài, còn không xài thì mình bích lại nha. Đó, 40 25. Rồi máy đã dọn nổ ok nha. Con này bán anh em 2,2 triệu, chuyển khoản đủ bao ship nha. Đó, 2,2 triệu chuyển khoản đủ bao ship. Còn anh em COD thì chuyển cọc cho em ha. COD thì nhận hàng thanh toán thì chịu phí ship rồi. Đó. Đây, vàng từng con ốc anh em ha. 2,2 triệu chuyển khoản đủ bao ship nha. Rồi lại đây quay giới thiệu cho anh em một số dây cứu hỏa anh em ha. Đây, cái con máy nén anh em. Cũng có lên rồi nha. Đó, máy nén nè, máy đầu nén xịt thuốc rửa xe vậy ha, còn hơi. Ti đẹp anh em. Ti không chạy xước nha. Quanh hồi rồi còn đầy đủ, đồng hồ cũng còn nữa nè. Đó, rồi con này giá 1,6 triệu ha. Rồi dây quay đây. Dây cứu hỏa anh em ha. Đây dây Hataya em còn 2,4,5 cuộn đó nha anh em. Đó. Một cái thùng nè. Về được mấy cái đồng hồ anh em, hình như mấy chục cái. 30-40 vậy đó. Nó có hai loại, loại bự loại nhỏ. Rồi nó còn trong hộp nha. Đồng hồ này không biết đồng hồ gì nè. Đó. Không biết xài cho cái gì nha. Cái nhỏ thì cái nhỏ 100 anh em. Cái nhỏ này 100. À, 100 chưa phí ship nha. Anh em mua hai cái chuyển khoản đủ bao ship nha. Cái bự này 150 nha anh em. Cái bự 150, nó thùy còn hộp gì nè. Đó. Mày mua thì liên hệ em.
xuống. Rồi, dây cứu quả là dây phi 40 dài 15m. Đó, đầu nối nhanh, tất cả là đầu nối nhanh. Thì dây này anh em mua thì 250.000 một cuộn nha. Mua 4 cuộn chuyển khoản đủ em bao ship nha anh em. Còn không chuyển khoản thì em không có bao ship nha. À, mua số lượng từ 4 cuộn, giá là 250 nha, chuyển khoản đủ bao ship nha. Còn những hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship nha. Dây dài là 40 dài 15m, đầu nối nhanh mới, toàn bộ hết nha, mới chưa sử dụng anh em. Dây khá là nhiều ha. Đó, rồi anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại hoặc là Zalo 081 507 2225 anh em.